Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Công ty Zaffa Comfit Việt Nam vừa khánh thành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghệ cao tại khu công nghiệp Nhân Hòa, tỉnh Bình Định. Nhà máy đi vào hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao cho các thị trường khu vực miền Trung. Đây là nhà máy thứ 6 của công ty Zaffa Comfit Việt Nam với vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, 100% vốn từ Indonesia, xây dựng trên diện tích hơn 7 hectare với công suất thiết kế 180.000 tấn thức ăn chăn nuôi một năm. Nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 6 của Zaffa đi vào hoạt động giúp chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu đạt 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong năm 2020, chiếm 5% thị phần và tiếp tục đạt tăng trưởng bình quân 12% một năm, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam. Zaffa Việt Nam cũng đang phát triển mạnh hai mảng kinh doanh mới là trang trại và thực phẩm.